Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là trưa ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam nó còn đã bước qua tuần mới rồi là ngày thứ hai Nhưng mà nào mà Hoa Kỳ đó thì hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và ngay thời điểm này đó thì vẫn chưa có những cái tài liệu liên quan đến tình hình của thuyền chứng Hoa Kỳ các bạn Khoảng chừng 3 tiếng nữa thì chúng ta mới có cái thông tin liên quan đến những cái hợp đồng tương lai như thế nào Nhưng mà chúng ta cũng có khá nhiều những thông tin đặc biệt ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn Về cái phương diện giá cả đó thì nói chung những đồng crypto chúng ta sẽ thấy được là giá cả cũng tương tự như là ngày hôm qua như ngày trước đó không có nhiều cái sự thay đổi về phương diện giá cả nhưng mà cũng có một số những thông tin nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn cùng với là chúng ta sẽ nhìn vào những cái sự kiện nổi bật trong tuần này liên quan đến thị trường tài chính nói chung chúng ta cũng sẽ dành một ít thời gian để mà cùng nhau chung bình giá danh mục demo và tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn cái danh một đầu tư mới nhất của thường bây giờ kết cấu ra sao và ngày hôm qua đó là cái đại hội họp cổ đông của Berkshire Hathaway thì hôm qua đó chúng ta không nghe nói nhiều liên về crypto tại vì thường đó, sẽ có người hỏi về crypto về Bitcoin với lại Warren Buffett và Charlie Munger. Hôm qua thì chúng ta không thấy có nhiều thông tin liên quan đến crypto nhưng mà có hai điều thường cảm nên thú vị từ cái cuộc họp cô đông đó tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước hết thì nhìn tổng quát giá cả các bạn thấy được là giá của BTC thì cũng cỡ đó mà thôi chúng ta xoay quanh cái mức là gần như 29.000 đô Trong vòng 2 ngày qua thì cũng không có gì là đặc biệt các bạn Chúng ta nhìn vào Crypto Bubble thì chúng ta được là có nằm lên có nằm xuống nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là lên xuống không không là bao nhiêu Phần lớn đó, những đồng thấp 10 đây chúng ta thấy được là không có sự thay đổi nhiều trong vòng 2 -4 giờ qua Giá cả cũng cỡ đó vốn hóa cũng như vậy các bạn tổng số vốn hóa thì vẫn là hơn 1.2 nghìn tỷ Nhìn vào crypto bubble đó thì chúng ta thấy được là trong top 100 này đồng mà tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua đó chính là PP tăng khoảng chừng là 10.6% mặc dù đã giảm so với lại cái mức đỉnh gần đây cách đây 2 ngày nhưng mà nếu tính trong thời gian khoảng chừng là một tháng qua thì đây đồng đồng mà tăng trưởng rất là nhiều và thu hút rất nhiều sự chú ý luôn chúng ta đã thấy được là từ đầu năm đó khi chúng ta bắt đầu có sự tăng trưởng của BTC thì nhiều bạn chờ đợi xem coi chúng ta có một cái mùa altcoin hay không Một altcoin season cuối cùng chúng ta chưa thấy Ocon Season nhưng mà chúng ta đã thấy meme Season rồi Bây giờ đó, Thuận bắt đầu sẽ chia sẻ với các bạn một số những thông tin nổi bật đi Đầu tiên hết Thuận muốn chia sẻ về cái cuộc họp cổ đông ngày hôm qua của Berkshire Hathaway Thì uh, Warren Buffett đương nhiên cũng đã trả lời một số những câu hỏi liên quan đến ngân hàng Thì trong đó đó có uh, hai điều thú vị uh, mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết á, thì uh, Warren Buffett nói là hiện bây giờ không có hứng thú với lại đầu tư vào ngành ngân hàng. Uh, Warren Buffett nói đó là bây giờ cần phải rất là cẩn thận tại vì những ngân hàng đó hầu như là họ có một cái cách quản lý rủi ro rất là kém cộng với lại uh, những cái sự thả lỏng của quy định ngân hàng trong vòng mấy năm qua. Đối với Warren Buffett á, thì hiện bây giờ Berkshire Hathaway đang lưu trữ 120 8 tỷ đô la tiền mặt các bạn và đây cũng có thể là lý do tại sao mà chúng ta thấy là khi mà có cái sự sụp đổ của SBB thì Warren Buffett đã được mời đến Nhà Trắng để mà bàn luận về tình hình ngân hàng thì chúng ta đương nhiên không biết được là cái cuộc nói chuyện đó là nói về vấn đề gì nhưng mà thường nghĩ ít nhiều gì đó à, cũng sẽ nói về là bây giờ Berkshire Hathaway đang lưu trữ rất là nhiều tiền mặt thì có thể dùng tiền mặt đó để mà thu mua ngân hàng hay không thường nghĩ là điều đó là không có thành công các bạn cho nên chúng ta thấy được là cho đến bây giờ họ vẫn không có muốn đầu tư vào ngành ngân hàng hiện tại hiện bây giờ đó đối với lại Berkshire Hathaway thì họ chỉ còn lưu trữ duy nhất một cổ phiếu ngân hàng mà thôi đó chính là Bank of America ngoại trừ cổ phiếu này ra các bạn có biết là không những là họ không có ý định đầu tư vào ngân hàng bây giờ mà trong vòng 6 tháng qua Berkshire Hathaway đã bán tất cả những cổ phiếu ngân hàng còn lại các bạn thấy được là đây là một trong những cái điều mà có phải là trùng hợp hay là thật ra Berkshire Hathaway đã biết vấn đề gì đó rồi cho nên mới bán hết những cái cổ phiếu ngân hàng cách đây 6 tháng chúng ta không biết được chúng ta chỉ bây giờ biết đó là Warren Buffett đầu tư dầu Bank America, những ngân hàng khác thì ông ta không quan tâm. À, đối với Warren Buffett ấy, thì ông ta nói là về à, những cái ngân hàng này đó, thì đương nhiên không ai có chắc chắn là còn à, những ngân hàng nào gặp vấn đề nữa hay là không. Nhưng mà về cái à, số lượng tiền người gửi đó thì ông ta không lo lắng gì hết Nói chung, đó, người gửi tiền và những ngân hàng này sẽ được bảo vệ Còn những người đầu tư những ngân hàng này à, thì cái đó là không ai bảo vệ hết các bạn Chúng ta đã thấy được là những cổ đông của những ngân hàng như SVB vs Public họ đã phải lỗ như thế nào rồi đó là hai điều thú vị liên quan đến à, cái cách nhìn của ngành ngân hàng đối với Warren Buffett. Và các bạn có biết là bây giờ đó có một số à, những cái à, tin đồn. Tin đồn này đó là được à, lan tỏa bởi TP Morgan. Thì ngân hàng TP Morgan này đó nói là một trong những lý do dẫn đến tại sao mà cái sự lo lắng liên quan tới những ngân hàng đó lại lan tỏa nhanh như vậy. Đó chính là tại vì chúng ta có những cái người short seller, có là người mà số cho ngân hàng này và trong bài viết này đó uh, kinh đã nói là từ ngày 4 tháng 5 đó thì những người số seller họ đã sốt những cái cổ phiếu ngân hàng như là First Horizon, Park West, Western Alliance và đã có được lợi nhuận là 379 triệu đô la họ lợi dụng cái sự hoảng loạn liên quan đến ngân hàng SVB và First Republic dẫn đến mọi người lo lắng về cổ phiếu ngân hàng rồi những người này số để mà kiếm lợi nhuận vì lý do đó đó JP Morgan nghĩ là có khả năng là tạm thời đó short sell những cổ phiếu ngân hàng sẽ bị cấm. Đương nhiên đây chỉ là cái nhận định đến từ JP Morgan mà thôi. Chứ còn sự thật chúng ta vẫn chưa có lệnh cấm là không cho short sell những cổ phiếu ngân hàng. Nhưng mà các bạn thấy được nếu như mà có lệnh như vậy đó thì rất là bất công. Đương nhiên các bạn thường ngành ngân hàng là một ngành mà luôn được cái sự bảo vệ đặc biệt. Chúng ta đã thấy là short sell đó xảy ra cho tất cả những cổ phiếu và ngay cả trong thêm crypto này nhưng mà không ai lên tiếng nói là cấm short sale tại vì short sale à, là một trong những cái công cụ thao túng giá thị trường làm cho mọi người hoảng loạn vân vân nhưng mà chỉ liên quan đến ngân hàng là chúng ta lại nghe nói những thông tin này mà thôi tại sao lại không được short sale cổ phiếu ngân hàng các bạn đó là điều mà thường cảm thấy không hợp lý ở đây và chúng ta hay được là những công ty những cái uh, tổ chức đầu tư đó họ short sale kiếm lợi nhuận uh, và khiến cho nhiều công ty bình thường sụp đổ nhưng mà nếu mà short sale cổ phiếu ngân hàng ra thì no, no 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 sẽ bị cấm. <laughs> đó là điều không hợp lý đây đối với thuần rồi chúng ta à, vẫn thấy được là bộ trưởng tài chính vừa giao Linh, à, thì vẫn đang rất là lo lắng về cái vấn đề liên quan tới nợ trần. À, chúng ta cũng đã biết đây là một cái đề tài mà được nói đến nhiều tháng rồi. Thật ra nợ trần là một trong những cái đề tài chúng ta đã nói tới à, hầu như là năm ngoái luôn các bạn rồi. Sau đó nó cây trần đã được đẩy lui lại cho đến à, tháng 6 này. Thì bây giờ nếu như mà cái mức nợ cao như của Hoa Kỳ không được nâng lên á, thì cũng đồng nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ không thể tiếp tục vay mượn, có nghĩa là không thể tiếp tục bán công trái phiếu nữa à, và những cái công trái phiếu cũ đó thì sẽ đến ngày à, cần phải được à, trả tiền lãi và trả tiền gốc cộng với lại cần thêm tiền để mà chi tiêu và sẽ không thể trả nợ đúng hạn dẫn đến là mọi người sẽ mất lòng tin đối với lại công trái phiếu của hoa kỳ à, đây đương nhiên là một trong những điều mà đối với lại nhiều người đó là không thể xảy ra được và đối với lại à, bộ trưởng tài chính trang gia lình nói đây sẽ là một cái cuộc khủng hoảng hiến pháp nếu như mà hoa kỳ không thể trả được nợ đúng hạn sau này khi mà đi vay mượn đó, thì tiền lãi sẽ càng cao hơn và lòng tin của mọi người đối với Hoa Kỳ sẽ giảm xuống. Chúng ta cũng đã biết đó là ở bên Hạ Viện thì bên Hạ Viện đã có một cái gói đề xuất nói là sẽ cho nâng mức nợ trần lên tới mức là 31.4 nghìn tỷ, có nghĩa là nâng thêm 1.5 nghìn tỷ. À, nhưng mà ở bên Thượng Viện và ở bên Đảng Dân Chủ đó thì họ không có muốn có bất cứ một cái điều kiện gì họ chỉ muốn là cái nợ trần này được nâng lên mà thôi nhưng mà ở bên đảng cộng hòa đó thì nói là cũng đồng ý nâng nhưng mà phải có điều kiện điều kiện đó chính là cắt giảm một số những cái chi tiêu mỗi lần mà chúng ta nói tới cái việc nợ trần này và hầu như vài năm chúng ta đã nói tới một lần à, thì lại gây ra nhiều sự tranh cãi là một đề tài mà rất nhiều người quan tâm đến và nó nghiêng về mặt chính trị nhiều hơn là mặt tài chính đối với thuần tại vì sao vậy các bạn tại vì tới cuối cùng đó, thì nợ trần vẫn sẽ được tăng mà thôi tôi nghĩ là cái suy nghĩ là hoa kỳ có thể vỡ nợ hay là có thể trả trễ hay là bất cứ một cái gì giống như vậy đó thì hoàn toàn không hợp lý đâu tại vì trên căn bản có các giải pháp ngoại trừ nâng nợ chân ra đó thì chúng ta cũng đã biết là bộ tài chính hoàn toàn có thể tự in ra một đồng xu và trên đồng xu đó đó muốn để giá tiền bao nhiêu cũng được các bạn và chúng ta cũng đã từng nói tới là theo luật đó thì đương nhiên về phương diện quản lý tiền tệ là do fed quản lý nhưng mà về in đồng xu đó thì bộ tài chính có thể in ra một đồng xu và đồng xu đó có thể là đáng giá lên tới một nghìn tỷ đô la cho nên về việc là hoa kỳ không có trả nợ và vỡ nợ đó là điều mà chúng ta không có cần phải quan tâm quá nhiều đâu Thì nghĩ là tới cuối cùng nợ trần cũng sẽ được nâng lên Và sự thật đó, nếu chúng ta nhìn vào trang web chính thức của Bộ Tài chính các bạn Đây là trang web chính thức từ Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Các bạn có biết là từ năm 1960 cho đến bây giờ đó Quốc hội đã đồng ý nâng nợ trần tổng cộng là 78 lần một là nâng hai là tạm ngưng cái mức nợ trần này đã 78 lần rồi các bạn Lần này tôi nghĩ là cũng không có gì khác biệt đâu Cũng sẽ như vậy mà thôi Nhưng mà trước khi hai bên đồng ý là mức nợ trần mới hay là tạm thời nhân nên là như thế nào Thì sẽ có những cái cuộc đàm phán các bạn Mỗi lần mà chúng ta nói tới cái nợ của Hoa Kỳ hay là nói tới cái chi tiêu của chính phủ đó Thì người dân của Hoa Kỳ thường họ rất là phẫn nộ Cho đến khi nào các bạn Cho đến khi mà họ nghe nói tới là những cái dịch vụ, những cái phúc lợi xã hội họ đang được hưởng bây giờ có thể bị cắt thì lúc đó họ mới nói là thôi cứ cho nợ chừng nâng lên đi uh, chấp nhận thôi chỉ biết sao bây giờ các bạn và điều này là điều mà chúng ta đã thấy xảy ra nhiều lần rồi điều này cũng không gì khác biệt đâu chứ đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta cần phải đầu tư các bạn thường đã chia sẻ với các bạn quan điểm là đầu tư quan trọng như thế nào rồi và ở đây thường không nói tới là chỉ đầu tư vào crypto các bạn đầu tư về bất cứ một tài sản nào mà các bạn có lòng tin những tài sản mà không thể dễ dàng in ra được tại vì tiền sẽ mãi mãi được in ra thêm chi phí vận hành của những quốc gia ngày lại càng tăng trưởng và điều đó dẫn đến tiền các bạn đang lưu trữ ngày lại càng mất giá đi và đây không phải là vấn đề riêng của Hoa Kỳ Thuận chia sẻ phần lớn là thông tin đến từ Hoa Kỳ tại vì đây là cái nền kinh tế lớn nhất và có sự ảnh hưởng nhiều nhất cũng như là thuận sống ở đây thì đương nhiên thuận hiểu hơn về những gì đang xảy ra nhưng mà nếu như các bạn nhìn lại quốc gia các bạn đang ở đó các bạn có thể lên trên mạng tìm hiểu về nợ trần quốc gia các bạn đang ở ra sao thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái sự in tiền là như thế nào Cũng như quốc gia các bạn đang ở và phần lớn đều sẽ giống như nhau mà thôi rồi ngoại trừ thông tin liên quan đến nợ trần đó thì trong này chúng ta cũng có hai cái tài liệu kinh tế lớn chúng ta cần phải quan tâm đến à, và ngoại trừ việc là chúng ta thấy được trong tuần này chúng ta có một loạt những cái người của Fed sẽ phát biểu ở một số nơi chúng ta thấy là thứ tư ở Hoa Kỳ tuần này đó chúng ta sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát CPI các bạn chúng ta sẽ có cái CPI được công bố vào 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali ngày 10 tháng 5 ngày thứ tư có nghĩa là ở Việt Nam đây các bạn sẽ nhận được cái thông tin này là tối ngày thứ tư vào lúc là 7 giờ rưỡi tối và CPI kỳ này sẽ ra sao? Các bạn thường là hiện bây giờ đó chúng ta vẫn chưa có cái ước tính đến từ market watch nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được một tài liệu đây là cái tài liệu liên quan đến Truflation đây là một công ty tư nhân đó họ tự tính phần trăm lạm phát xem coi là cái xu hướng ra sao một trang web mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi thì khi mà chúng ta nhìn vào phần trăm lạm phát được tính bởi Truflation một tháng qua thì các bạn nhìn thấy xu hướng là gì các bạn xu hướng vẫn là cái xu hướng giảm có nghĩa là chúng ta vẫn nghĩ là CPI đợt này sẽ tốt hơn đợt trước đó nữa và CPI điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải nhìn xem coi là Core CPI không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì những mặt hàng ngoại trừ hai cái đó ra có xu hướng giảm hay là không. Đó cũng là điều mà Fed quan tâm đến. Nhưng mà Fed sẽ không họp cho đến tháng sau các bạn. 37 ngày nữa thì mới là cái đợt họp kế tiếp cho tháng 6. Và ngay thời điểm bây giờ đó chúng ta thấy được là 91.5% đã nghiêng về là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa nhưng mà thú vị là chúng ta thấy là tuần vừa rồi đó chúng ta có khoảng chừng là 6 hay phần trăm nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất trong cái cuộc họp kế tiếp này nhưng mà chúng ta bây giờ lại có ngược lại là 8.5 phần trăm nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 phần trăm nữa nhưng mà phần lớn mình nghĩ là Fed sẽ không tăng nữa À, và đó là điều mà tôi nghĩ là ai cũng uh, muốn hiện bây giờ và chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày thứ năm trong tuần này đó chúng ta lại có chỉ số core PPI PPI là producer index các bạn đây là một cái cách đo lường phần trăm lạm phát nhưng mà không phải là hàng tiêu dùng mà đây là các phần trăm lạm phát của những cái công ty sản xuất đơn giản là những công ty này đương nhiên họ cũng phải nhập những cái nhiên liệu những mặt hàng về để họ dùng để làm sản xuất thì những mặt hàng những nhiên liệu đó, đó có tăng hay là giảm giá và đương nhiên đây là một trong những dấu hiệu cho thấy là nếu những mặt hàng mà những công ty sản xuất nhập vào cũng tăng giá thì khi họ sản xuất xong họ bán ra giá lại sẽ tăng dẫn đến lạm phát tăng thì đây là hai cái tài liệu liên quan tới lạm phát chúng ta sẽ quan tâm đến trong tuần này Chúng ta cũng có thêm một loạt những công ty sẽ tiếp tục công bố quý 1 à, Chúng ta đã nói về những ngân hàng, chúng ta nói về những công ty công nghệ rồi Trong tuần này đó thì à, nếu nói những công ty mà thú vị đối với chúng ta Những người mà đầu tư crypto đó Thì à, các bạn thấy được là chúng ta sẽ quan tâm đến PayPal à, Ngày thứ hai sau khi đóng cửa chúng ta sẽ nghe công báo đến từ PayPal Tại vì PayPal cũng là một công ty mà cho các bạn à, giao dịch crypto Rồi ngày thứ tư đó thì à, chúng ta có Robinhood các bạn Robinhood cũng là một sàn mà cho các bạn giao dịch crypto rất là mà chúng ta thấy được là first season bank cũng sẽ công bố quý 1 để xem coi là quý 1 của first season như thế nào. Tại vì chúng ta đã nhớ đó là tình hình của first public trước khi mà công bố quý 1 đó thì mọi người nghĩ là vẫn ổn nhưng mà khi công bố quý 1 đó người ta mới biết được là đã có 40% tiền gửi bị rút rồi và chuyện gì đã xảy ra với lại ngân hàng first public sau đó các bạn đã biết. À, chúng ta hãy chờ xem coi là tình hình của first season bank này là như thế nào.